1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Theo yêu cầu của các bạn ngày hôm nay thì đang tạo ra được một công chúa thỏ Lolita rất là dễ thương với một bộ đồ đi học và một bộ đồ công chúa nghèo. Mái tóc thì rất nhiều màu xinh đẹp. Không biết cả các bạn có thích hay không? Nếu thích thì hãy cùng lấy giấy tập ra và cùng vẽ với chị công chúa xinh đẹp, công chúa thỏ Lolita nha. Yeah, và đây giấy tập và bút lông đã sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ cùng vẽ tóc mái nè, rồi vẽ khuôn mặt cực kỳ tròn cho búp bê giấy Lolita. Có hai cặp mắt thật là to giống như là mắt thỏ vậy đó nha. Rồi đây, nét trên thì đậm, nét dưới thì nhỏ nhỏ. Hai con mắt ở bên trong nhớ vẽ thêm cái vòng tròn để cho cặp mắt nó long lanh nha. Rồi thêm lông mi nữa. Miệng của bé thỏ đó thì bữa nay chị sẽ vẽ chấm một cái chấm nhỏ như thế này thôi. Rồi phần tóc. Phần tóc rất là quan trọng luôn nha. Búp bê giấy thỏ Lolita đó thì cũng giống như là búp bê vậy đó các bạn. Mình phải làm sao cho nó thật là dễ thương. Chị rất là cố gắng luôn. Với dáng người của búp bê giấy thì nó sẽ là thon thả. Rồi mái tóc thì phải bồng bềnh nha. Và đây chị đang vẽ một cái nơ ngay eo cho Lolita và một cái bikini liền luôn nha. Đó gọi là áo tắm một mảnh đó các bạn. Như thế này nè, nó rất là thời trang và là duyên dáng nữa ha. Đôi chân thì thuôn dài. Rồi mà cái tay thì thỏ là một loài động vật nó rất là dịu dàng, hiền hậu và hơi nhút nhát. Cho nên là chị cũng vẽ cái tay của bạn đó duỗi thẳng theo người luôn, thể hiện một tính cách rất là hiền dịu và nhút nhát nha. Rồi hai cái phần cột tóc ở phía trên giống như là lỗ tai của thỏ mà nó dài xuống vậy, còn ở phía sau thì là tóc dợn sóng xõa ra, rất là dễ thương đúng không nè. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một bộ đồ cho Lolita nha. Các bạn biết không, Lolita đó là phiên bản búp bê rất là xinh đẹp mà chị cực kỳ yêu thích luôn. Không chỉ là vì búp bê mà là cái phần quần áo đó, các bạn nào đồng ý không? Phần quần áo của Lolita cũng cực kỳ là xinh đẹp với nhiều tầng ren và được trang trí cực kỳ đáng yêu luôn. Chị cũng cố gắng tạo nè, thấy chưa? Phần áo ở phía trên có túi trái tim, rồi có logo thỏ, và phần váy ở phía dưới thì cực kỳ bông bên xòe như thế này. Và một tầng, hai tầng, rồi thêm một tầng nữa nha, mà còn thêm mấy cái bèo nữa. Trên áo thì còn trang trí hình thỏ nè, cà rốt nè, rồi có cả hoa nữa nha. Nhìn là thấy dễ thương rồi đó. Đây, hoa rơi rớt khắp nơi. Đây, và thêm cái tầng số 3 hồi nãy chị nói nè. Nhìn nó rất là đáng yêu luôn đúng không? Ai mà chẳng thích trở thành Lolita xinh đẹp với những chiếc váy bồng bềnh cơ chứ. Và có cả nơ nữa nha. Và đây, đó là phần nơ, rất là đẹp luôn. Cũng phải giống như là phần áo, thì nó cũng phải có thật là nhiều cái gọi là nhiều tầng, nhiều lớp á, thì nó mới đẹp. Và không chỉ là nơ mà đó còn là cái vương miện của Lolita nữa các bạn ơi. Bởi vì đây là búp bê giấy Lolita thỏ, mà cũng là công chúa nghèo. Công chúa thỏ nghèo luôn đó các bạn ơi. Ở trong cái vương quốc của 1001 câu chuyện thì luôn phân ra là nghèo và giàu đó, để cho các bạn dễ nhận biết được ha. Và không phải là giàu thì tốt mà nghèo là xấu đâu nha, mà là do hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Và giàu nó cũng có cái hay riêng, nghèo nó cũng có hay riêng. Búp bê Lolita này nghèo là do biết sao không, tốt bụng quá, trời ơi là bao nhiêu là đem cho hết. Nàng nuôi thỏ và nàng cho người nghèo hết, cho nên là nàng mới nghèo đó. Tuy nhiên phần quần áo của nàng tuy là công chúa nghèo nhưng mà cũng rất là đẹp, được trang trí cherry và trái tim nữa nè, thể hiện trái tim nhân ái của Lolita. Rồi đây là một cái cài thỏ thình thình thình, thật sự luôn á nha. Lúc nào cũng vậy hết á, thấy Lolita là chị thích nhất là cái phần cài thỏ luôn á. Còn nơ cái này cái kia cũng đẹp, nhưng mà cái cài thỏ là đẹp nhất. Ở đây thì chị phải vẽ thêm vương miện và vẽ thêm sách nữa để cho Lolita đi học nha. Và không phải học chữ giống mình đâu, mà sẽ học cách yêu thương và chăm sóc mọi người xung quanh. Dễ thương chưa? Và cái này dĩ nhiên không quên, bởi vì series kỳ này của chị là những câu chuyện về những nàng tiên, cho nên là phải có thêm cây phép thuật. Đó, rồi toàn là tiên không à, tiên giàu, tiên nghèo, rồi công chúa giàu, công chúa nghèo, thỏ giàu, thỏ nghèo rồi đó. Cho nên là tóc đó, chị cũng rất là chăm chút luôn nha. Thấy chưa, nổi cái màu hồng không á, hồng đậm nè, hồng nhạt nè, rồi xen vô màu vàng rồi nữa nha. Và kỳ này chị muốn cho mái tóc nó lạ lạ một chút xíu, cho nên là chị thêm màu xám vô. Đó, màu xám khói, rất là dễ thương. Bởi vì biết sao, chị thấy là nhiều bạn búp bê Lolita đó là có tóc màu xám khói, cho nên chị tô lên không biết là có đẹp hay không nữa. Riêng chị thì chị thấy nó cũng khá là xinh đúng không nè. Đó, chúc các bạn cũng sẽ lấy giấy tập ra và vẽ Lolita xinh đẹp giống như chị nha. Đó, chỉ cần bút màu rồi bút chì, giấy tập. Nhớ nha, phần da là mình sẽ xài bằng bút chì nha. Các bạn mà xài bằng bút sáp hay bút lông là tiêu liền, mình không thể nào tô được cái phần má mà nó đẹp hết á. Nó sẽ bị kiểu như ô dề đó. Mình tô bằng bút chì thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi, vừa nói mà lại vừa tô màu nữa, chị rất là sợ bị lem nhem mà các bạn sẽ chê xấu luôn đó.
Và đây, ngày hôm nay thì là Lolita, ngày mai thì sẽ vẽ cái gì đây? Đố các bạn biết luôn đó. Hoặc là các bạn có gợi ý gì không? Comment ở phía dưới nha. Chị thì chị nghĩ rằng chị sẽ vẽ công chúa Phượng Hoàng, ghê chưa? Bởi vì chị cũng rất thích nhân vật này mà lại có bạn yêu cầu chị vẽ nữa. Tuy nhiên, chị đang nghiên cứu là vẽ công chúa Phượng Hoàng như thế nào cho nó đẹp, cho nên là chị chưa có vẽ được. Còn Lolita đó, có bạn yêu cầu chị vẽ, cái chị vẽ liền luôn. Bởi vì sao? Bởi vì Lolita là nhân vật chị đã yêu thích lâu rồi, mà chị còn có cả búp bê Lolita nữa đó. Cho nên là việc vẽ Lolita đó thì chị cũng không có suy nghĩ nhiều. Nó chỉ sợ là mình vẽ không đẹp thôi. Hy vọng là các em thông cảm nha. Đó, rất biết ấy lộn. Xin lỗi, tức là biết là các bạn cũng thích Lolita như chị á, cho nên là chị cũng mong muốn vẽ để cho các bạn nào mà không có tiền mua búp bê giấy ấy, không có tiền mua sticker, hoặc là không có tiền mua búp bê Lolita đó, thì có thể vẽ một em Lolita như thế này. Đó, để chơi chung với chị cũng khá là vui đúng không nè. Đó, và tiếp theo thì là búp bê gì, các bạn nhớ comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì chị đang tập trung để tô đó, cho nên nhiều khi nói năng nó hơi lộn xộn chút xíu thì các bạn thông cảm cho nha. Đây, tô màu cứ hồng hồng, vàng vàng, cam cam, kiểu vậy đó. Rồi bên đây á thì sẽ đơn giản thôi các bạn, mình chỉ tô viền màu hồng thôi, màu hồng và màu đỏ thôi nha. Rồi còn lại thì mình sẽ để trắng như vậy cho nó lạ lẫm. Đó, như thế này. Đó, chỉ vậy thôi là đã xinh rồi. Chị thấy Lolita mặc đồ cũng khá là xinh xinh, cái kiểu như là tôn lên cái phần màu trắng trắng của lông thỏ vậy đó các bạn. Như thế này nè, quá xinh. Bây giờ thì chị sẽ cho các bạn ngắm lại, sau đó chị sẽ dán băng keo trong, rồi băng keo hai mặt và cắt ra. Yeah, trời ơi, quá dễ thương luôn. Thiệt sự luôn á chị, chị ước gì chị được làm búp bê giấy để có thể mặc được nhiều đồ này, nhuộm được màu nhiều tóc này, rồi còn thay đổi giày, rồi tay thỏ, non mà có vương miệng rồi nữa, tập sách, rồi cả cây phép thuật nữa, quá tuyệt vời đúng không? Bây giờ thì mình sẽ thay đồ thôi. Công chúa của chúng ta ngày hôm nay có việc trọng đại cho nên sẽ mặc bộ đồ này nha. Đây, công chúa sẽ mặc vô. Đây nha, bộ đồ hả, giống như là của Hàn Quốc luôn. Wow, siêu lộng lẫy luôn nha. Rồi, đội vương miện lên nữa nè, vương miện hình cánh bướm. Cái nơ đó các bạn ơi, xin lỗi. Cái nơ vì đây là nàng tiên thỏ nè, nàng tiên thỏ thì sẽ có hình thỏ nè, củ cà rốt nè. Bộ đồ ba thần luôn, có hình thỏ, cà rốt, trái tim. Wow, wow, khuôn mặt thì siêu đáng yêu nha. Đây, xin chào các bạn nha, mình là công chúa thỏ Lolita. Cái đội vương miện này nè thì hai chùm đất tóc là giống như hai cái tai thỏ vậy đó, và được đính nơ và đính thêm cái vương miện nữa, siêu đẹp. Ăn cà rốt đi nha các em. Trời ơi, đúng là công chúa thỏ lúc nào cũng yêu thương thỏ hết. Có thỏ thì phải có cà rốt, chăm lo cho các bạn ấy như vậy đó. Rồi nha, đeo một cái túi nữa nè, để đi chơi hoặc là đi đâu mà thấy cà rốt thì mang về cho các bạn đó ăn nha. Wow, một công chúa siêu tốt bụng luôn, lại dễ thương nữa ha. Bạn nào thấy mình dễ thương không? Ngoài việc đi thu hoạch cà rốt về cho các bạn thỏ ăn thì mình cũng phải như các bạn vậy đó, vẫn phải đi học luôn. Cho nên bây giờ chị sẽ thay đồ công chúa thỏ ra. Công chúa thỏ Lolita dễ thương ha. Và chúng ta sẽ mặc đồ đi học cho cô gái. Đây, và đây là công chúa thỏ nghèo nha các bạn ơi. Thấy vậy chứ còn nghèo lắm, cho nên còn phải đi lượm cà rốt cho các bạn thỏ ăn đó. Bộ đồ á hả, thì thấy không, nó nhiều màu sắc. Và cái vương miện thì á hả, là nhỏ xíu à. Cho nên là đây là công chúa nghèo nha, công chúa thỏ nghèo. Mai mốt sẽ gặp công chúa thỏ giàu nha. Và đây, trời ơi, chiếc đầm đi học nè của thế giới Lolita, siêu dễ thương luôn ha. Ước gì được trong cái thế giới này luôn á, thiệt luôn. Tên 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 tên. Quá sức dễ thương. Trời ơi, chị thích cái cài thỏ này lắm luôn á. Chị tự vẽ xong chị tự khen luôn, nó siêu dễ thương và nó siêu đáng yêu nha. Đây, trời ơi, nhìn là biết thỏ liền. Và đây là quyển sách nè. Ở thế giới thỏ thì không cần phải học chữ, mà chúng ta sẽ học cách để mà yêu thương và chăm sóc mọi người xung quanh như thế này nè. Rồi, và trong lớp học thì thỏ tiên, cái lòng công chúa thỏ nghèo Lolita này cũng sẽ được học về cách sử dụng cây phép thuật. Và các bạn biết không, trong lớp học phép thuật của công chúa thỏ đó thì sẽ có công chúa thỏ nghèo nè, rồi công chúa thỏ giàu nè. Trời ơi, vui dữ lắm luôn, và cả những cái bạn khác nữa. Các bạn nhớ nha, sẽ ở một tập khác khi mà chị vẽ đầy đủ hết các nàng tiên, như là tiên thỏ nè, tiên bướm nè, tiên cá nè, rồi công chúa giàu, công chúa nghèo nè, rồi kể cả phù thủy đồ nữa, sẽ có một buổi giao lưu của tất cả các nàng tiên. Trời ơi, các bạn tưởng tượng nên nó sẽ rất là hay luôn nha. Đó, sẽ cùng nhau học phép thuật, cùng nhau tạo ra một thế giới thật là kiểu như là vi diệu, xinh đẹp á.
nó đã lắm luôn nha. Cho nên á là chị sẽ sưu tập thật là nhiều các nàng tiên luôn. Các bạn hãy comment ở phía dưới nha. Đó, để chị sẽ tiếp tục vẽ tiếp theo những nàng tiên nữa. Còn video thì kết thúc rồi đó. Các bạn thấy nàng tiên thỏ Lolita, công chúa thỏ Lolita, công chúa nghèo này á có dễ thương không? Thì cho chị ý kiến ở phía dưới nha. Và nếu cảm thấy video hay, dễ thương thì đừng quên cho chị một like và một đăng ký thành viên kênh ha. Các bạn đừng quên lấy giấy tập, lấy bút màu ra để cùng vẽ với chị, cùng tạo nhiều câu chuyện mỗi ngày nha. Chúc các bạn vui khi xem video. Yêu yêu yêu.